mới 5 giờ sáng nhưng chuông điện thoại của tôi đã kêu ầm ĩ lên rồi. Tôi đẩy chồng ra và với cái điện thoại, nhìn màn hình là mẹ đẻ của tôi gọi. Mới sáng sớm mà bà gọi tôi, tôi lại tưởng có chuyện gì quan trọng nên tôi vội vàng bắt máy ngay. Dạ con đây mẹ ơi. Dậy chưa con? Tôi nhìn đồng hồ rồi nói. Mới 5 giờ thôi mà mẹ. Mẹ gọi con chỉ để hỏi xem con đã dậy chưa thôi hả mẹ? Chả thế thì là gì? giờ đi lấy chồng rồi không như ở nhà đẻ đâu dậy quét nhà quét cửa rồi nấu đồ ăn sáng cho cả nhà đi con vẫn sớm mà mẹ mẹ tôi gắt um lên làm tôi tỉnh cả ngủ dậy mau lên về nhà chồng mà cứ ngủ trương xác như lúc chưa chồng ấy thì ai mà chấp nhận được dậy mau lên vâng con biết rồi dậy mau đi dậy luôn đi chứ nằm rốn thêm một phút á là ngủ quên luôn đấy vâng vâng mẹ gào to thế con tỉnh ngủ rồi mẹ ạ à. Ngủ thêm cũng không được luôn ý Tôi dậy đánh răng rửa mặt Rồi đi xuống nhà Nhà chồng tôi vẫn im ắng Và chưa có ai dậy cả Tôi thấy mọi người vẫn đang ngủ Nên tôi ra ngoài quét sân trước Vì sợ ở quét nhà sẽ khiến cho mọi người tỉnh giấc Quét xong tôi ngồi chờ mãi Mà chưa thấy mẹ chồng tôi dậy Mãi tới hơn 7 giờ Mẹ chồng tôi mới dậy Bà mở cửa đi ra Thấy tôi ngồi gật gù ở ghế Bà lại hỏi An Buồn ngủ sao không ngủ tiếp đi? Ra đây ngồi làm gì hả con? Dạ con dậy để dọn dẹp nhà cửa và nấu đồ ăn sáng, mà con chờ mãi không thấy mẹ dậy nên con ngồi con ngủ gật ạ. À? Thế con dậy từ khi nào thế? Dạ từ lúc 5 giờ sáng ạ. À? Mẹ chồng tôi phì cười. Con dậy từ 5 giờ làm cái gì? Từ mai 7 giờ hoặc 8 giờ hãy dậy biết chưa? Sao dậy muộn thế hả mẹ? Thế dậy sớm thì làm gì đâu, nên từ mai con cứ ngủ thông thả thôi Rồi ấy dậy nhé Dạ vâng ạ Đó là câu chuyện của tôi Khi đi lấy chồng đấy mọi người ạ à. Tôi tên là Bình An Năm nay tôi 18 tuổi Tôi mới cưới chồng ngày hôm qua Chồng tôi tên Việt Anh hơn tôi 8 tuổi Hiện anh nối nghiệp của gia đình Bố chồng tôi là một người rất giỏi Một mình ông gây dựng công ty lớn Và làm ăn rất thuận lợi Nên mẹ chồng tôi chỉ ở nhà ăn chơi thôi có thể nói nhà chồng tôi là gia đình giàu có và có tiếng trong thành phố. Lấy chồng ở độ tuổi 18, chắc mọi người đang nghĩ tại sao tôi lại lấy chồng sớm như vậy đúng không ạ? À? Đáng lẽ tôi và Việt chưa cưới đâu, vì tôi thi đại học không đỗ, nên gia đình anh Việt sang hỏi cưới luôn, vì mẹ anh ấy sợ tôi buồn về chuyện thi cử, nên bà muốn chúng tôi cưới luôn. Khi ngày bà sang nhà tôi nói chuyện, lúc về bà còn rúi cho tôi tiền, để tôi đi mua sắm cho đỡ buồn nữa. Bố tôi và anh Việt là bạn thân và học cùng nhau mười mấy năm liền, nên hai ông thân nhau lắm. Học xong là cả hai đều mở công ty riêng, nhưng bố tôi làm ăn không được thuận lợi như bố của anh Việt, nên bố tôi đã dừng lại và về nhà buôn bán cùng mẹ tôi. Vì tình bạn của hai bên gia đình, nên bố mẹ anh Việt đã nhận tôi là con sâu khi tôi mới có 16 tuổi. Hai gia đình thường xuyên gặp nhau, đi chơi rồi cùng nhau đi ăn nên tôi và anh Việt thường xuyên gặp nhau nên nảy sinh tình cảm. Thế là bố mẹ chồng tương lai và chồng tương lai của tôi chỉ mong tôi trượt đại học để rước tôi về. Mà thế nào, tôi lại trượt đại học thật mọi người ạ. À? Ngày tôi đi thi, anh Việt đưa tôi đi. Mẹ anh ấy ở nhà cứ canh chừng điện thoại để gọi cho Việt. Khi Việt báo tin trượt đại học, thế là mẹ anh chốt luôn một câu. Cưới vợ tôi con trai Thế là tôi lên xe hoa theo chồng ngay sau kỳ thi đại học một tháng. Nói về gia đình chồng của tôi thì ai cũng thoải mái. Bố chồng tôi bận công việc nên tôi ít nói chuyện. Nhưng mà tôi thấy ông rất dễ tính và rất thương mẹ chồng tôi. Mức độ ga lăng thì lại càng nhiều. Mặc dù nhiều tuổi, có con lớn cả rồi nhưng ông bà vẫn rất tình cảm, cưng chiều nhau như vợ chồng trẻ vậy. Mẹ tôi tên Hằng, tính bà thoải mái và ăn chơi. Mà bà ăn chơi cũng đúng vì bà nhiều tiền thế cơ mà lại được ông chồng dễ tính suốt ngày bảo vợ đi mua sắm thì bà ăn chơi là điều dễ hiểu thôi nhưng sự thoải mái đó chỉ có ở những gia đình tài phiệt thôi nhé còn những nhà không có kinh tế thì cuộc sống sẽ vất vả áp lực nhiều hơn tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì lấy được một người chồng đẹp trai nhà chồng giàu có và bố mẹ chồng rất thoải mái Cuộc sống của tôi ở nhà chồng rất thoải mái và tôi không phải làm việc gì cả. Bởi mẹ chồng tôi thuê người giúp việc, làm hết mọi việc rồi. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong, bố chồng tôi và chồng tôi sẽ tới công ty làm việc. Mẹ chồng tôi và tôi ở nhà. Bà rủ tôi. An ơi, mẹ con mình đi làm đẹp đi con. Đi làm đẹp gì hả mẹ? Đi chăm sóc da con ạ. À. Con thay đồ đi rồi hai mẹ con mình đi. Nhưng con không muốn đi đâu. Mẹ đi một mình nhé thôi con đi cùng với mẹ đi hai mẹ con mình đi chăm sóc da một lúc rồi mẹ con mình đi mua sắm luôn rồi đi mua quần áo đẹp cho con nhiều đồ lắm rồi mà mẹ lần trước mẹ mua cho con nhiều con đã dùng tối đâu ạ à? thê đi mua túi sách với mẹ hay là giày dép cũng được tôi vốn lười chả muốn đi đâu đợt này tôi chỉ hay buồn ngủ thôi mẹ chồng tôi từ cứ bắt tôi đi bằng được mẹ chồng tôi điệu lắm bà chăm sóc da cẩn thận và tỉ mỉ lắm Chứ không sơ sài như tôi đâu Mà tôi thì chúa lười rồi Có mỗi cái việc làm đẹp thôi Mà tôi cũng lười Còn đắp mặt nạ hay thoa kem dưỡng da Thì tôi hay quên Nên mỹ phẩm mẹ chồng tôi mua cho tôi Tôi đều bỏ không đấy Chứ có nhớ mà dùng đâu Tôi không muốn đi Nhưng mẹ chồng tôi cứ bắt tôi phải đi làm đẹp Rồi đi mua sắm cùng với bà Buổi trưa mẹ chồng tôi dẫn tôi đi ăn luôn Bà mua cho tôi nhiều đồ tới mức Tôi có thể mở cả tuần lễ Thời trang tại nhà luôn được nhìn cái đống đồ mà tôi thấy ngại quá mẹ à mẹ mua cho con nhiều đồ quá thế này vẫn ít đấy con là vợ của một doanh nhân thành đạt thì lúc nào con cũng phải đẹp phải chất như nước cất nha con con có hiểu không nhưng mà con có đi tới đâu đâu mà mua nhiều đồ như vậy hả mẹ con sợ mà không hết mẹ ạ thiếu gì lúc ra ngoài đâu con thi thoảng đi ăn tiệc cùng chồng con phải thật đẹp đấy rồi rảnh rỗi con đi cà phê tụ tập bạn bè rồi đi về nhà ngoại chơi nữa nói tóm lại con là con dâu của mẹ thì con phải đẹp và sành điệu giống như mẹ con hiểu chưa dạ con nhớ rồi ạ ừ tiền thì con không phải lo con nhé tiền đã có mẹ và con trai mẹ lo chỉ cần con sinh cho mẹ một thằng cháu đích tôn là được rồi dạ nhớ đâu có gái thì sao hả mẹ gái cũng được nhưng có thằng con trai nối dõi vẫn thích hơn mà con lo gì bây giờ công nghệ hiện đại lắm muốn có con trai đâu có khó đâu con nên vấn đề đó con không phải lo nhé Sống ở nhà chồng tôi thoải mái như thế Ai cũng nói tôi sướng Nhiều người mơ ước có cuộc sống như tôi Mà không được Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ rất công bằng Ông trời ban cho tôi một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy sung sướng như bà Hoàng ở nhà chồng Thì tôi lại phải bận tâm suy nghĩ về chồng tôi Anh ấy được mệnh danh là anh chồng quốc dân Mặc dù đã lấy vợ Nhưng độ hot của anh ấy vẫn phủ sóng khắp cả nước. Việt đẹp trai như trai Hàn Quốc vậy, với nụ cười tỏa nắng khiến bao cô gái say đắm chỉ sau một lần gặp, trong đó có tôi. Nhưng tôi chỉ khác với những cô gái đó là tôi chính là cô gái mà anh ấy yêu, anh ấy chọn lấy làm vợ thôi. Việt ngồi bàn công việc với anh trưởng phòng trong phòng làm việc của mình, thì Kim, cô trợ lý xinh đẹp bê hai ly cà phê vào và nhẹ nhàng nói: "Dạ em mời giám đốc và anh trưởng phòng uống cà phê ạ." việt không nói gì còn anh trưởng phòng thì cười nói anh cảm ơn kim nhé dạ không có gì ạ thế hai anh có cần gì em giúp không ạ em đang rảnh đấy ạ anh trưởng phòng chưa kịp nói gì việt đã hất tay ra ra hiệu cho kim ra ngoài kim cúi đầu chào rồi đi ra ngoài với vẻ mặt buồn bã anh trưởng phòng liền nói khổ thân kim cứ mãi đơn phương một người mãi anh nói vậy là sao chuyện kim thích giám đốc thì ai mà chả biết giám đốc bây giờ lấy vợ rồi mà kim vẫn không từ bỏ chịu cô gái này thật đấy mà kệ đi là do cô ấy mà trai bắt cô ấy phải thích tôi đâu mà đâu chỉ riêng kim đâu ngày giám đốc công kha lấy vợ ở công ty gần chục em gái sinh khóc lóc và còn xin nghỉ ốm mấy hôm vì không chịu nổi sự thật đau lòng đó thôi thôi không nói mấy cái chuyện đó nữa mà sếp có bí quyết gì chỉ tôi với chứ tôi ế quá người thì gái theo như bươm bướm người thì chẳng có ai sao ông trời bất công vậy chứ anh tảo lao quá đấy thôi bà nốt việc đi lát còn đi gặp khách hàng nữa đấy vâng thưa giám đốc việt là giám đốc nhưng anh luôn lo lắng cho nhân viên của mình và anh luôn đảm bảo cho nhân viên của mình có cuộc sống thoải mái nhất có thể những người làm việc xuất sắc anh khen thưởng rất xứng đáng rồi ngày sinh nhật của nhân viên anh tặng nhiều quà và chi nhiều tiền cho mọi người ăn uống để chúc mừng sinh nhật nhân viên của mình. Chính vì sự quan tâm, tình cảm của anh dành cho mọi người nhiều như vậy, nên trong công ty rất nhiều cô gái phải lòng anh. Giờ anh đã lấy vợ, nhưng những cô gái vẫn luôn mong được anh để mắt tới dù chỉ một lần. Kim là một trong những cô gái yêu đơn phương giám đốc của mình. Cô vào làm trong công ty đã được 3 năm và đã 3 lần giám đốc tặng quà sinh nhật cho cô ấy. Và những món quà đó Cô ấy vẫn luôn giữ ở trong tủ đồ. Đơn phương 3 năm nhưng cô chưa bao giờ được anh đáp lại. Ở công ty không chỉ có Kim yêu đơn phương giám đốc mà còn rất nhiều cô gái khác, trong đó có một người tên Thanh Hoa. Hoa là một nhân viên xuất sắc của công ty, cô vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Thế nhưng cô đã tỏ tình với giám đốc nhiều lần rồi nhưng anh đều từ chối. Những cô gái xinh đẹp, tài giỏi lại không phải gu của Việt, bởi anh nghĩ rằng anh đã có tất cả rồi, nên vợ của anh thì không cần phải sỏi giang nữa. Thế nhưng Thanh Hoa chưa bao giờ bỏ cuộc, cô ấy vẫn luôn tìm mọi cách để Việt chú ý tới mình. Trước những cám dỗ của cô gái đẹp, Việt luôn phải tỉnh táo để tránh bị lung lay ý chí của mình. Chiều nay, công ty Việt mở tiệc chúc mừng sinh nhật cho Thanh Hoa, nên chồng tôi gọi điện nói tôi chuẩn bị đi, lát nữa tài xế đến đón tôi vì anh đang bận chút việc nên không thể về đón tôi được. Tôi mở tủ ra ngắm mãi mà không biết mặc bộ nào cả. Mãi tôi mới chọn được một chiếc váy màu trắng. Tôi trang điểm nhẹ nhàng, sau đó tôi đứng ngắm mình ở trong gương. Mình cũng đẹp mà. Rồi tôi lên xe và đi thẳng tới công ty của chồng. Chồng tôi tổ chức tiệc ở nhà hàng của công ty luôn. Có bánh kem, có rượu vang và có những món ngon bày ở trên bàn, đầy đủ cả, không thiếu một thứ gì việt vốn nổi tiếng về độ chịu chi của mình đó là một trong những lý do mà chị em cứ chết mê chết mệt anh việt bận việc nên tôi tự đi vào phòng khách sự xuất hiện của tôi ai cũng nhìn mấy chị gái xinh đẹp cứ nhìn tôi chằm chằm tôi là người ít tuổi nhất nên tôi lịch sự chào dạ em chào anh chị ạ à. các anh chị cúi đầu chào lại chỉ riêng mấy chị xinh đẹp thì cứ nhìn tôi và không thèm nói gì mọi người chờ việt xong công việc thì mới tổ chức tiệc. Trong lúc chờ đợi, tôi đi vào nhà vệ sinh rửa tay thì tôi nghe thấy tiếng mấy chị đang nói xấu tôi. Vợ anh Việt nhìn quê mùa nhỉ. Ừ, mặt như cái bánh bao ấy, lại không có trình độ học vấn nữa. Không biết nó lừa anh Việt kiểu gì nữa. Hay nó chữa rồi? Anh Việt là người uy tín lắm. Chữa? Lại nghĩ chịu trách nhiệm luôn. Mình theo đuổi anh ấy mấy năm liền, mấy ấy còn chưa thèm trả lời tin nhắn của mình một lần nào cả. Con nhỏ đó có cách gì vậy? Tôi đang đứng ngoài rửa tay và nhìn mình trong gương. Mặt mình giống cái bánh bao hồi nào chứ? Mình cũng xinh chứ bộ. Mấy chị nói tào lao. Mấy chị đi ra nhìn thấy tôi thì mấy chị hơi ngại. Chị Kim liền cười nói: "An đây à?" "Vâng, là em đây. Em chỉ muốn hỏi các chị là mặt em giống cái bánh bao lắm ạ." À? Mấy chị ngại quá, liền lảng sang chuyện khác và chuồn ra ngoài. Riêng chỉ có chị Kim và chị Thanh Hoa thì vẫn đứng đó nhìn tôi với ánh mắt kiểu, ta nói đúng mà. Cái ánh mắt thách thức đó đầy khó chịu. Tôi nhớ lại mẹ chồng tôi dặn trước lúc đi là ở công ty chồng tôi có hai đứa mặt dày lắm suốt ngày bám chặt lấy chồng tôi. Và giờ tôi đã biết hai người mặt dày đó là ai rồi. Phải công nhận họ mặt dày thật. Tôi liền nói tiếp. Em và anh Việt cưới nhau là vì chúng em yêu nhau cũng lâu rồi, rồi chờ đủ tuổi là cưới thôi, chứ không phải là vì em chửa trước đâu hai chị ạ. À. Các chị cứ đồn thổi sai sự thật như thế, để anh Việt biết được lại không hay đâu ạ." À. Chị Thanh Hoa liền cãi, "Đâu, hai chị có nói gì đâu em, hai chị cũng chỉ nghe người khác nói thôi em ạ. À. Em đừng nói hai chị thế, oan cho hai chị em nhé." Tôi liền đáp trả ngay, "Ai nói sau lưng của em thì em không bận tâm đâu, nhưng mà chính tai em Nghe thì các chị nói em như vậy đấy. Còn mấy người nói sau lưng người khác thì bận tâm làm gì hả chị? Bởi những người như vậy ấy, chả bao giờ vươn lên được đâu. Họ sẽ mãi ở phía sau thôi chị ạ. À, vì đó là chỗ của họ mà. Chị Kim và chị Thanh Hoa sượng mặt không nói được gì nữa. Họ cười gượng gạo rồi đi vào trong. Ôi, nghĩ mình đã nhắc khéo chị Kim và chị Hoa như vậy rồi thì hai chị sẽ rè chừng tôi và biết điều với tôi hơn. Nhưng tôi đã lầm. Bởi tôi còn quá trẻ con, hai chị ấy hơn tôi 6 tuổi liền, các chị từng trải và cáo già hơn tôi tưởng nhiều. Trong khi tôi ngây thơ không suy nghĩ gì, thì chị Hoa và chị Kim lại tìm cách để hại tôi, khiến tôi phải xấu hổ trước mặt mọi người. Tôi trở lại phòng khách, vì không có ai làm bạn nên tôi đứng một mình. Phía trước mặt bày chiếc bánh sinh nhật lớn kèm dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Thanh Hoa". Chiếc bánh lớn trang trí rất đẹp, Khiến tôi tò mò, tôi mới lại gần xem. Thanh Hoa thấy vậy, liền gọi Kim. Ê Kim, nhìn kìa. Nó đang tính làm gì vậy? Nó đang xem cái bánh kem thôi. Tao nghĩ chúng ta hãy nghĩ cách ấn cái đầu nó xuống cái bánh kem đó đi. Một ý tưởng không tồi đâu Hoa ạ. À? Rồi Hoa với Kim nói thầm vào tay nhau điều gì đó. Tôi đang đứng nhìn chiếc bánh sinh nhật thì tôi nghe tiếng chị Kim và chị Hoa chiêu nhau chúc mừng sinh nhật nhá con lợn béo cái gì mày bảo ai là lợn béo à tôi vừa quay lại thì chị kim xô thẳng người tôi khiến tôi ngã vào cái bánh kem rồi cái bánh kem đổ ụp vào đầu tôi khiến mặt tôi kín đầy kem tôi cuống cuồng xoa mặt để thở thì kem nó khiến đầy mặt tôi và đầu óc tôi nhảy nhụa kim và hoa thấy vậy thì hả hê lắm kim giả vờ kéo tôi dậy an ơi em có sao không Chị xin lỗi chị không nhìn thấy em Tại cái hoa nó đuổi đánh chị Nên chị không nhìn thấy em đó mà Em không ổn đâu Chị thấy em có ổn nổi không Khi cả cái bánh kem đổ vào đầu thế này Chết thật chết thật Thế là hỏng cái bánh kem mà anh Việt mua cho chị rồi Tôi im lặng không nói gì Nhưng cảm xúc của tôi rất tồi tệ Ước gì có mẹ chồng tôi ở đây Thì nhất định Bà ấy sẽ lấy lại công bằng cho tôi Tự dưng tôi thấy tủi thân quá Tôi thốt lên Mẹ ơi Mọi người lấy giấy lau mặt cho tôi Nhưng kem nhiều quá Nó cứ dính bết lại đầu tóc Và mặt tôi Nên tôi mới đi ra nhà vệ sinh để sửa Mấy chị đi theo để giúp tôi Thì tôi bảo không cần họ đi Để tôi một mình tôi sẽ thấy thoải mái hơn Tôi đứng rửa mặt Và lau bánh kem Mà tôi thấy tủi thân ghê gớm Nước mắt chỉ trực chảy ra Để tôi giúp cô nhé Giọng nói trầm ấm vang lên tôi mới quay lại thì thấy một người đàn ông đẹp trai với khuôn mặt lạnh lùng tay anh cầm cái khăn đưa cho tôi anh anh là ai tôi là hoàng ica tôi chưa nghe tên đó bao giờ nhưng mà cảm ơn anh đã quan tâm tôi nhé tôi tự lo được tôi nghĩ là cô không thể lau được hết chỗ bánh kem ở trên đầu đâu cô đi tắm đi tôi cau mải lại biến thái tôi không biến thái tôi nói cô hãy tắm gội đầu đi thế mới sạch được nhưng tôi không mang theo quần áo. Ở ngoài xe tôi, có mấy cái váy của chị gái tôi lần trước, để quên. Tôi sẽ ra lấy và mang vào đây cho cô. Thế anh ta nói cũng đúng, vì tóc tôi dính kem bết ở trên đầu thế này, giờ chỉ có tắm và gội, thì mới hết được. Hoàng ra xe lấy túi đồ, và đưa vào cho tôi. Tôi cảm ơn, rồi vào phòng tắm. Một lúc sau tắm gội xong, tôi lau tóc, rồi mặc một chiếc váy trong túi đồ của Hoàng đưa. Ồ, cũng không tệ đều là váy xịn cả tôi mở cửa đi ra hoàng nhìn tôi rồi cười đẹp lắm tôi nhìn vào gương và buồn bã nói thế là mất công trang điểm của tôi rồi giờ mặn mộc luôn cô rất đẹp vẻ đẹp ngây thơ trong sáng nên cô không cần phải trang điểm đâu chỉ cần tô một chút son là đẹp rồi cô có mang theo son không tôi có tôi liền mở túi sách ra lấy son tô nhìn tươi tán hẳn lên tôi cười tươi nhìn hoàng cảm ơn anh nhiều nhé không có gì đâu tôi là bạn của việt mà thế cậu ấy chưa về hay sao sao lại để cô bị người ta ức hiếp như vậy anh việt bận công việc vẫn chưa về được anh ạ à? thôi không sao giờ chúng ta vào thôi cô ấy đứng bên cạnh tôi tôi sẽ bảo vệ cho cô tôi đi cùng hoàng vào phòng tiệc mọi người thấy tôi trong bộ diện khác đầu tóc đã sạch sẽ thơm tho lại mặc chiếc váy mới thì mọi người rất ngạc nhiên Kim và Thanh Hoa có vẻ thất vọng Kim lại gần tôi và nói An tắm rồi à Tóc An ướt quá Xem không về nhà xế tóc đi Hoàng ngay lập tức nhìn Kim Và nói giọng lạnh lùng Kệ cô ấy Tóc ướt một lúc sẽ khô thôi Mấy người tránh xa cô ấy ra Cả mang vạ vào người đấy Kim nhìn Hoàng khó chịu Anh là ai Mà anh nói cái giọng khó chịu vậy hả Thanh Hoa lập tức kéo Kim ra chỗ khác Gì thế Bỏ tao ra Tao còn chưa nói xong mà Thôi đi Mày có biết mày vừa nói chuyện với ai không hả Ai Ai mà mày sợ hãi như thế hả Hoàng ICA đấy Mặt kim tái lại Cô ta ấp úng Hoàng ICA sao Anh ta về nước rồi ư Từ lúc Hoàng ICA xuất hiện Không ai dám tới gần và chọc gẹo tôi nữa Tôi thấy ngạc nhiên Không biết anh ta là người thế nào Mà mọi người lại sợ anh ta tới như vậy nhưng tôi không quan tâm đâu. Điều tôi quan tâm là chồng tôi sao bây giờ, anh ấy vẫn chưa về nhỉ? Tôi vừa quay ra cửa thì chồng tôi về. Anh vừa vào đã xin lỗi mọi người. Tôi về rồi đây. Tôi xin lỗi mọi người nhé. Công việc tự dưng phát sinh nhiều quá nên tôi về hơi muộn. Giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Nói xong, Việt quay ra tìm kiếm tôi. Em yêu, em chờ anh lâu lắm sẽ phải không? Anh xin lỗi nhé. Dạ không sao đâu ạ. À sao đợt tóc em lại biết thế này hoàng liền nói nhờ phúc của một số người mà vợ cậu đã bị cái bánh kem to tướng kia đổ vào đầu đấy việt ạ việt quay lại nhìn hoàng hoàng cậu về bao giờ thế mà cậu nói gì vậy nói rõ tôi nghe đi chuyện đó, ấy, cậu tự tìm hiểu đi tôi chỉ nhắc nhở cậu rằng cậu đừng có mà nhiệt tình quá với các cô gái khác bởi bây giờ cậu đã có vợ rồi như thế vợ cậu sẽ không được an toàn hiểu chưa việt như hiểu ra vấn đề mặt anh sầm lại anh liền nắm chặt tay tôi và nói cô ấy là vợ tôi tôi sẽ bảo vệ cô ấy nói thì hay đấy lại đây tôi cho cậu xem cái này hoàng giở điện thoại ra cho việt xem một bức ảnh việt nổi giận khi thấy người trong bức ảnh từ đầu tới cuối dính đầy bánh kem việt vô cùng tức giận kéo tay tôi đi đứng giữa phòng tiệc và nói to mọi người nghe rõ đây tất cả mọi người dừng lại, hướng nhìn về tôi và Việt. "Anh, anh làm gì vậy hả?" Việt nắm tay tôi và nói cho rõ ràng. "Tôi nhắc mọi người, hãy nhớ, cô ấy là vợ của tôi, ai không tôn trọng cô ấy, tức là không tôn trọng tôi. Những ai hôm nay cười nhạo cô ấy, ngay lập tức nghỉ việc đi. Tôi sẽ điều tra lý do cô ấy bị ngã và cái bánh sinh nhật và người đứng sau chuyện này sẽ phải trả giá đắt đấy. Mọi người nghe rõ chưa?" Tôi kéo tay chồng tôi nói anh à chuyện nhỏ như vậy không phải điều tra nữa đâu em không sao mà việt quay lại ôm lấy tôi anh xin lỗi vì để em chịu thiệt thòi rồi từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để cho em một mình nữa anh thề đấy trời ơi em không sao mà anh không phải lo cho em như vậy đâu bữa tiệc bắt đầu nhưng không ai thấy vui cả cũng vì sự ganh ghét đố kỵ của kim và thanh hoa mà bữa tiệc mới trở nên nhạt nhẽo và vô vị như vậy Kim và Thanh Hoa ngồi im một chỗ Không dám nói năng câu gì Bữa tiệc kết thúc Mọi người về hết Chỉ còn lại anh Hoàng ở lại nói chuyện với Việt Tôi ngồi chơi ở ngoài Ở bên trong Hoàng cứ nhìn về phía tôi Việt hắng giọng Hoàng mới cười và nói Cô ấy rất dễ thương Cậu đang khen vợ tôi dễ thương à Thì sao Cậu thích làm người thứ ba Cậu thấy sao Việt lử mắt nói giọng nghiêm túc Đừng có đùa giỡn cái kiểu đó." Hoàng bật cười, <cười> "Một người nổi tiếng lăng nhăng như cậu mà cũng nói được cái câu nghiêm túc như vậy ư?" Ừ. "Cậu đừng nói cái giọng đó nữa, tôi không vui đâu." Hoàng vẫn cười và nói giọng bình thản, "À, Linda gửi lời hỏi thăm cậu đấy. Cô ấy vẫn đang đợi cậu sang thăm cô ấy đó. Hình như cô ấy vẫn chưa biết chuyện cậu cưới vợ đâu, Việt ạ." À. Khi nghe Hoàng nhắc tới Linda, Việt tỏ vẻ không vui, anh thở dài rồi nói, cậu tới đây Chỉ để nhắn cho tôi biết Chuyện đó sao Không nhá Tôi còn giúp vợ cậu nữa đấy Nếu không có tôi Thì vợ của cậu đã trở thành trò hề Của cái lũ bạn gái hờ của cậu rồi Vậy là tôi phải cảm ơn cậu rồi Hoàng ghé vào tai Việt rồi nói Cậu có vợ rồi Sống nghiêm túc đi Việt cười và nói Từ lúc cưới cô ấy Tôi đã xác định rõ ràng rồi Cô không cần phải nhắc nhở tôi đâu Vậy sao Nhưng tôi lại không thấy điều đó thôi tôi về đây chào cậu hoàng đi ra ngoài anh lại gần chỗ tôi và nói tôi về nhé dạ chào anh ạ em không có gì để nói với tôi sao tôi ngây người ra không biết nói gì thì hoàng cười rồi nói thôi bỏ đi tôi về đây anh hoàng cảm ơn anh không có gì hôm nào em sẽ gửi trả đồ anh ạ em cứ giữ lấy mà mặc đi hôm nay nhìn em xinh lắm dạ em cảm ơn anh Việt đi ra Nắm tay tôi kéo đi Vợ yêu chúng ta về thôi Dạ Trên đường về Việt hỏi tôi Cái váy em đang mặc là của Hoàng à Vâng ạ Lát về tới nhà Em cởi luôn ra nhé Bảo cô giúp việc giặt luôn đi Mai mang trả cho cậu ta Hớp như vậy ạ à? Ừ Anh không thích vợ của anh Mặc đồ của người khác đâu Tại em không mang đồ theo May mà có anh Hoàng đấy không thì chắc là em phải đi về Thay đồ rồi Hoàng là một người khó hiểu Nên sau này em tránh xa cậu ta ra nhé Dạ em biết rồi Về nhà Tôi kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ chồng tôi nghe Bà tức lắm Bà quay ra nói với Việt Việt sao con để vợ con một mình Ở công ty thế à Để cái bánh kem đổ vào đầu con bé thế Thôi con biết lỗi rồi mà mẹ Tại con dở việc mà Con xem lại camera đi nếu con Kim kia cố tình thì cho nó nghỉ việc đi. Vâng, con biết rồi. Biết rồi ấy thì làm luôn đi, và đừng bao giờ để chuyện này xảy ra nữa, con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế, nhưng không phải vậy. Ngày hôm sau mẹ chồng tôi tới tận công ty để dằn mặt Kim và Thanh Hoa. Ngay từ sáng sớm, khi Việt còn bận chưa tới công ty thì bà đã tới công ty trước rồi. Bà Hằng tới công ty Bà ngồi ở trong phòng làm việc Bà bảo với anh trưởng phòng Cậu gọi hộ tôi Cô Kim và cô Thanh Hoa sang đây gặp tôi nhé Dạ thưa bà Kim và Thanh Hoa còn đang nói chuyện với nhau Này Mày nghĩ xem Cái chuyện hôm qua ấy Mình có bị phát hiện không nhỉ Kim thở dài rồi nói Mày cứ bình tĩnh đi Nếu anh Việt có hỏi Thì cứ nói dối rằng Chúng ta đang đùa nhau Nên không để ý Thế An đứng đó Mày hiểu ý tao không ừ tao hiểu rồi tao đang nghĩ xem cái an nó có tính trả thù tao với mày không hôm qua tao với mày làm nó bị ê mặt trước bao nhiêu người thế mà tao cũng chả biết nữa nhưng mà ít ra tao thấy con an nó còn hiền hơn con linda ngày xưa nhỉ ừ ngày hôm qua mày là con linda chắc nó bắt tao với mày ăn hết cái bánh kem đó rồi chứ không phải là yên ổn thế đâu tao cũng nghĩ vậy mà sao anh việt lại bảo con linda để cưới con an nhỉ thì anh Việt không muốn lấy vợ Tây thôi Sau này đẻ con ra Mũi lõ mắt xanh Xấu không giống ai chứ sao nữa Anh trưởng phòng đi vào gọi Hai đứa sang phòng giám đốc Bà chủ tịch muốn gặp hai đứa Kim và Hoa giật mình Rồi hoang mang hỏi lại anh trưởng phòng Anh nói gì cơ Bà chủ tịch muốn gặp bọn em sao Ừ sang luôn đi Bà ấy đang chờ đấy Kim và Thanh Hoa vừa đi vừa nghĩ Này sao tự dưng bái muốn gặp chúng ta nhỉ ta không biết mày hỏi tao ta biết hỏi ai đây rồi kim ảo tưởng nói này có khi nào anh việt và an có chuyện rồi không hôm qua tao thấy anh ấy khó chịu khi thấy con an đứng bên cạnh ông hoàng đấy có khi nào anh việt ghen vì chuyện đó mà bỏ con an không nhỉ thôi mày đừng có nói nữa cứ đi gặp bà ấy là rõ hay thôi đẩy cửa vào kim và hoa cúi đầu chào bà chủ tịch sau đó định ngồi xuống thì bà hằng liền nói ai cho ngồi mà các cô ngồi ngay lập tức kim và hoa đứng dậy kim và hoa ngơ ngác hỏi bà chủ tịch dạ chúng cháu làm gì sai ạ bà hằng uống ngụm cà phê rồi bình thản nói hai cô hôm qua cố ý đẩy con dâu của tôi ngã vào cái bánh kem có đúng không kim và hoa vội chối bay chối biến kim liên tục nói bà hiểu lầm chúng cháu rồi ạ chúng cháu đang đùa nhau vô tình va phải cái an thôi ạ à? chúng cháu đã xin lỗi an rồi thưa bà bàng lử mắt nói vô tình hay cố ý à dạ chỉ vô tình thôi thưa bà chủ tịch hai cô đừng có tưởng tôi không biết gì nhé Mặc dù tôi không tới công ty nhưng mà ở công ty có chuyện gì hay ai như thế nào tôi đều biết đấy các cô không thể qua mặt tôi được đâu kim vẫn cố cãi là mình không cố ý nhưng bà hằng đã nổi giận bà đập tay xuống bàn khiến cốc cà phê đổ ra nó hai cô hãy tự tát vào mặt mình hai cái thật mạnh đi ơ chúng cháu không cố ý mà tát vào mặt nhanh lên không còn cách nào khác kim và hoa tự tát vào mặt mình hai cái bà hằng mới nhẹ nhàng nói giờ thì hai cô ngồi xuống đi kim và hoa ngồi im luôn vẻ mặt bình thản của bà chủ tịch khiến kim và hoa sợ bà hằng lạnh lùng nói Tôi chỉ muốn nhắc nhở để hai cô nhớ Nếu hai cô còn muốn ở đây làm việc Thì phải biết mình là ai Bỏ ngay cái tính ve vãn chồng người khác đi Các cô biết rồi đấy Thằng Việt có vợ rồi Nên hai cô tránh xa nó ra Đừng có mà để tôi phát hiện ra điều gì đó không hay về hai cô Nếu không Cô sẽ biết thế nào là đau đớn đấy Kim sơm sớm nước mắt Ấp úng nói Bọn cháu hiểu rõ điều đó thưa chủ tịch Hiểu rõ là tốt Bởi hai cô không có tư cách để làm con dâu tôi đâu nên ngừng ảo tưởng đi bà hằng cảnh cáo kim và hoa một lúc lâu rồi đứng dậy đi về kim và hoa ngồi đó xị mặt xuống vì chưa bao giờ bọn họ cảm thấy nhục nhã ê chề như vậy vì họ cũng hiểu rằng bà chủ tịch từ trước tới nay không có việc gì là bà không làm được cả sau khi bị bà chủ tịch cảnh cáo kim đã biết sợ rồi nhưng còn thanh hoa thì cô ta vẫn lì lợm lắm cô ta vẫn chưa từ bỏ đâu cũng từ hôm đó thanh hoa thay kim pha cà phê cho việt mỗi ngày ngày nào cô bê cà phê vào phòng cho việt cô đều dùng ánh mắt lả lơi để dụ việt dạ em mời sếp ạ việt mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính anh gật đầu cảm ơn thấy việt vươn vai hoa liền hỏi sếp mỏi vai ạ à? để em bóp vai cho sếp nhé không cần biết việt có đồng ý hay không thanh hoa đã lại gần đặt hai tay lên vai của việt và bóp vai cho anh luôn Việt cau mày nói Không cần đâu Thanh Hoa vẫn cố tình bóp vai Vừa bóp cô vừa nói chuyện Sếp ơi Bây giờ chúng ta sang bên Đại Phát ạ à? Bỏ tay ra đi Thanh Hoa vẫn cố tình Vừa bóp cô vừa nói Anh đừng lạnh lùng với em như vậy có được không Em đau lòng lắm Em đã nói rồi Em không cần anh phải cho em danh phận đâu Em chỉ cần anh đồng ý Để cho em được quan tâm anh mỗi ngày thế này thôi Là em đã mãn nguyện lắm rồi Em không cần gì thêm nữa đâu ạ." À. Việt cao mày nói. "Cô bị sao thế hả? Em thích anh nhiều lắm Việt ạ, à. chỉ cần nhìn thấy anh cười mỗi ngày, là em thấy hạnh phúc lắm rồi. Chỉ cần anh đồng ý để em quan tâm anh mỗi ngày như vậy thôi, em sẽ không bao giờ đòi hỏi gì đâu ạ." À. Việt nhếch mép cười, sự nói cái giọng khinh thường. <laughs> "Cô vừa xinh đẹp, lại vừa tài năng như thế, thiếu gì đàn ông tốt mà cô phải hạ thấp mình như vậy chứ?" Vì em thích anh quá, nên em chấp nhận tất cả. Chỉ cần anh thích gì, em sẽ đồng ý hết mọi yêu cầu của anh. Nhưng mà tôi không thích những thứ rẻ tiền, cô hiểu chưa? Câu nói lạnh lùng của Việt khiến Hoa cảm thấy xấu hổ, nhưng cô ta vẫn lì mặt ra đó, cô vẫn nhẹ nhàng bóp vai cho Việt. Lúc này, một chút liêm sỉ cô ta cũng không còn. Mặc cho Thanh Hoa diễn đủ trò để gạ gẫm Việt, nhưng anh vẫn lạnh lùng và đứng dậy. Tôi nói đủ rồi đấy. Thanh Hoa khóc ấm ức, vẻ mặt đáng thương trước mặt Việt. Anh thừa biết tình cảm em dành cho anh mấy năm nay rồi mà. Nếu em có thể quên được anh thì em đã không như vậy rồi. Em thật sự không thể quên anh được. Việt thở dài rồi nói. Cô cứ tự mua mệt mỏi và bình mãi thế, cô xem có được không? Hãy nghĩ khác đi, đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều đấy em biết vậy mà em đã nghĩ như vậy rất nhiều lần rồi khi anh cưới vợ nhưng đó là em nghĩ thôi chứ em không làm được em không làm được anh ạ à. tôi không còn gì để nói với cô nữa rồi tôi nghĩ cô nên xin nghỉ việc đi đó là cách tốt nhất cho cô đấy việt đi ra ngoài để hoa ngồi đó khóc một mình hoa biết vị trí của mình ở đâu nhưng cô không thể buông bỏ được cô cứ mãi yêu đơn phương giám đốc của mình như thế và lần này là lần tỏ tình thứ 9 Mà cô dành cho giám đốc của mình Kết quả vẫn là con số 0 Một tháng sau tôi có thai Mẹ chồng tôi mừng lắm Bà mở một bữa tiệc tại nhà Và mời tất cả anh em họ hàng bạn bè tới chơi Bà còn tặng cho đứa cháu Vẫn còn nằm trong bụng của tôi Một cuốn sổ tiết kiệm nữa Cuộc sống của tôi cứ tưởng sẽ mãi yên bình như thế Nhưng không thể ngờ Mọi chuyện lại sẽ theo một hướng khác Cuộc đời đã có nhiều thay đổi khi một người phụ nữ ở bên anh trở về, chị ấy tên là Linda, người yêu cũ của chồng tôi. Việt đang ngồi ở trong phòng làm việc, bên cạnh là Thanh Hoa, cô gái mặt dày nhất lịch sử. Cô ấy ngồi cạnh Việt, nhìn chăm chú không rời mắt. Anh có mệt không ạ? Việt vẫn làm việc và không nói gì. Thanh Hoa lại nhẹ nhàng nói tiếp: Anh có muốn uống cà phê hay trà hoa quả không ạ? Việt thấy khát nước. Nên anh gật đầu nói Cho tôi cốc trà hoa quả đi Dạ anh Thanh Hoa liền gọi điện đặt đồ Xong cô đứng dậy và nói Giờ em ra cổng lấy đồ Anh chờ em một lát nhé Ừ Hoa hớn hở đi ra cổng Lấy trà hoa quả Thì gặp cô Linda ở cổng bảo vệ Hoa nhìn Linda với ánh mắt khó chịu Linda sao chị lại ở đây Linda cười tươi rồi nói Tôi về thăm anh Việt cô làm gì mà khó chịu với tôi như vậy anh việt lấy vợ rồi mà cô chỉ còn về đây làm gì nữa tôi biết chuyện đó lâu rồi thế còn cô thì sao cô biết anh việt lấy vợ mà cô vẫn cố tình bám chặt lấy anh ấy đó thôi thế cô đã nhận được gì từ anh ấy chưa thanh hoa thực chất không hề nhận được sự quan tâm của việt hay là được anh bố thí cho một chút gọi là tình thương nhưng trước mặt linda cô ta nói dối cho sang mồm để chọc tức linda Tôi được rất nhiều thứ đó Chỉ ở xa như thế thì làm sao mà biết được chứ Anh ấy yêu tôi Anh ấy thương tôi đấy chị Linda ạ à? Cô đang mắc bệnh sinh hoang tưởng à Hoa Cô biết gì mà nói tôi vậy chứ Anh ấy không yêu tôi Mà anh ấy giữ tôi lại bên cạnh anh ấy mấy năm như vậy sao Anh ấy yêu tôi Vậy anh ấy còn ngủ với tôi nữa rồi đấy Còn điên này Mày vừa nói cái gì hả Thế là Thanh Hoa và Linda lao vào đánh nhau luôn Họ đánh nhau ngay tại cổng bảo vệ Hai người đánh nhau, cào cấu, rồi giật tóc, hàng máu tới mức, bác bảo vệ không thể ngăn cản nổi. Bác phải gọi điện vào trong công ty nhờ mọi người ra căn ngăn họ lại. Mà đánh nhau kết thúc, Linda và Hoa đầu bù tóc rối mặt mũi bị xước, cả hai trông thảm hại vô cùng. Mọi người trong công ty ai cũng lắc đầu ngán ngẩm Có người còn nói thẳng rằng Vợ giám đốc ở nhà Còn chưa biết chuyện gì xảy ra Thì ở công ty hai em nhân tình đã cắn xé nhau tả tơi như vậy rồi. Vừa nhìn thấy Linda, Việt có chút bối rối. Thanh Hoa thì cứ đứng nhìn Việt và Linda, xem hai người sẽ nói gì với nhau. Thì Việt nói, Hoa ra ngoài đi. Hoa xị cái mặt xuống. Em mệt, cho em ngồi đây nghỉ một lát đi. Vậy thì em nghỉ đi. Linda, thay ra ngoài. Ô kìa, hai người đi đâu thế? Linda trợn mắt lên, nhìn Hoa đe dọa. Mày vừa phải thôi, hay là tao hủy hoại khuôn mặt của mày đây Đừng có mà thách thức sự kiên nhẫn của tao nhé Thanh Hoa im bặt Không dám nói gì thêm Việt kéo tay Linda ra ngoài Sao em về đây hả Em thích thì em về thôi Về cũng không gọi cho anh Em nghĩ gì trong đầu vậy hả Em định hỏi anh đấy Anh có thấy ái náy với em không Có Linda tắt thẳng vào mặt Việt một phát Anh lấy vợ rồi anh có thấy vui không hả Có vui Khốn kiếp Linda lại tát vào mặt Việt một cái nữa Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói Em sẽ chống mắt lên xem Xem hai người hạnh phúc với nhau được bao lâu Anh đặt khách sạn cho em nhé Không, em sẽ ở nhà mình Không được đâu Anh sẽ đặt phòng cho em Em nói rồi, em sẽ ở nhà mình Chúng ta là người một nhà mà anh Sao anh cứ đẩy em ra ngoài thế Với tính cách ngang bướng của Linda Thì Việt khó có thể nói cô ấy Ra khách sạn ở được Mà giờ đưa cô ấy về thì anh lại thấy khó xử Nhưng mà cũng không còn cách nào khác Việc nghĩ sớm muộn gì Anh cũng phải nói ra Vì vậy lần này anh sẽ nói luôn Tôi đang ngồi ăn hoa quả Ở phòng khách Thì mẹ chồng tôi xuống dặn cô giúp việc Này cái Linda về đấy Dì lên dọn phòng cho nó nhé Vâng thưa bà Tôi mới quay ra hỏi mẹ chồng Nhà mình có khách à mẹ Nó là con nuôi của mẹ Nó sống ở bên nước Anh thi thoảng mới về chơi con ạ à. Thế ạ? À? Giờ con mới biết đó mẹ Chị bao nhiêu tuổi rồi mẹ? Nó kém thằng Việt 2 tuổi Nên nó phải gọi con bằng chị nhá Dạ mẹ Thế mà con cứ tưởng Nhà mình chỉ có một mình anh Việt thôi chứ Mẹ chồng tôi ngập ngừng Rồi nói giọng không vui Có gì đâu Anh em chúng nó thương nhau Như anh em ruột thịt thôi mà con Thái độ khó hiểu của mẹ chồng Khiến tôi thấy rất tò mò về Linda Và tôi rất muốn được gặp cô ấy Đến chiều tối, Việt chở Linda về nhà. Con gái nuôi lâu ngày không về chơi, vậy mà tôi thấy mặt mẹ chồng tôi lại tỏ vẻ không vui. Linda đi lại, ôm cổ mẹ, nhẹ nhàng nói. Con chào mẹ. Ừ, con nhớ mẹ quá, mẹ có nhớ con không ạ? Bà Hằng thở dài nói. Thôi, chúng ta ăn cơm đi. Cả nhà ngồi ăn cơm nhưng không thấy vui vẻ gì cả. Từ hôm tôi về đây thì có lẽ đây là bữa cơm buồn nhất mà tôi thấy. Không khí nặng nề, không ai nói chuyện với ai cả. Mà rõ ràng là nhà có khách, vậy mà không ai nói với ai câu nào. Mẹ chồng tôi quay sang bảo tôi. Con ăn nhiều vào nhá. Dạ mẹ. Rồi Linda hỏi tôi. Chị An làm về mảng gì ạ? Từ gái đầu rồi nói. Chị ở nhà chơi thôi em. Ở nhà chơi á? Ừ. Mẹ chồng tôi liền nói. Chị con giờ ở nhà dưỡng thai vì lại đã là con sâu của mẹ rồi thì không phải đi làm gì nhá linda nói dài cái mồm ra sướng nhỉ thế con về chơi mấy hôm một tháng hoặc là vài tháng mẹ ạ lâu vậy à dạ mấy khi con về đây chơi sao mẹ lại khó chịu như vậy ạ à? thôi chúng ta ăn xong rồi nói thấy thái độ của mẹ chồng tôi với linda như vậy tôi lại càng tò mò tôi nghĩ bụng không lẽ linda đã làm gì sai nên thái độ của mẹ chồng tôi mới vậy. Cả chồng tôi nữa, ngồi ăn bữa cơm nhưng anh không nói một câu gì. Tôi có linh cảm không hay về cô em gái nuôi của chồng mình rồi. Nhưng giữa họ có chuyện gì thì tôi không thể hình dung ra được. Tối hôm đó, hai vợ chồng tôi ôm nhau ngủ. Nhưng vì trong lòng tôi còn nhiều khúc mắc chưa được tháo gỡ nên tôi bị mất ngủ. Điện thoại tôi thì báo pin yếu nên tôi không xem nữa rồi. Rồi tôi lấy điện thoại của chồng để xem linh tinh. Thì tôi thấy anh tắt mạng Ủa? Anh lại tắt mạng là sao nhỉ? Nhưng vì anh ấy đang ngủ say Nên tôi không muốn làm chồng thức giấc Nên tôi tắt chuông đi Rồi tôi bật mạng lên để lướt xem có gì không Thì vừa mở mạng lên Thì thấy tin nhắn gia lô về liên tục mấy tin liền Tôi tò mò mở ra xem Thì đó là tin nhắn của Linda Cô ấy nhắn tin cho chồng tôi Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi tò mò quá Tôi mở ra đọc và vô cùng hoang mang khi thấy Linda nhắn cho chồng tôi những tin nhắn vô cùng tình cảm. Anh ơi, em không ngủ được, anh sang đây với em đi, em nhớ anh nhiều lắm. Sao anh lại bỏ mặc mình em thế này? Tôi hoang mang thật sự nhưng tôi cố bình tĩnh lại và trả lời tin nhắn. Anh ngủ rồi, em ngủ đi. Ngay lập tức Linda trả lời. Em nhớ anh không ngủ được, anh sang đây, ôm em một cái cho em dễ ngủ đi thế là rõ ràng rồi việt và linda trước đây đã yêu nhau nhưng tại sao không lấy nhau luôn đi mà lấy tôi làm gì không biết tôi càng nghĩ nước mắt càng tuân rơi nhiều hơn ngày hôm sau việt đi làm linda vẫn ngủ ở trên tầng tôi với mẹ chồng ngồi ngoài cổng tôi liền nói mẹ con muốn biết sự thật về linda và việt mẹ tôi nhìn tôi rồi nói con đã biết chuyện gì rồi sao vâng con muốn nghe mẹ kể chi tiết câu chuyện ạ à? Mẹ chồng tôi thở dài và nói: "Mẹ đã nghĩ sẽ có một ngày con hỏi mẹ về chuyện này, nhưng mà mẹ không nghĩ con lại biết nhanh như vậy đâu." "Mẹ kể đi ạ." À. Linda vốn là con nuôi của bố mẹ khi nó còn nhỏ. Bố mẹ thương nó lắm, lúc nào bố mẹ cũng coi nó như con ruột của mình vậy. Thế rồi lớn lên, nó lại thích thằng Việt, anh trai nuôi của nó. Bố mẹ không để ý, thế là chúng nó đã yêu nhau từ bao giờ rồi ấy. Sau đó bố mẹ đẻ của Linda biết chuyện và họ cho rằng chính thằng Việt là người dụ dỗ con bé Linda và họ yêu cầu hai đứa phải dừng lại. Thế nhưng hai đứa nó vẫn lén lút yêu nhau. Thế là mẹ của Linda vô cùng tức giận và họ đã báo cảnh sát bắt thằng Việt với tội danh ngủ với trẻ vị thành niên. Vì khi đó cái Linda mới có 17 tuổi thôi. Thế là mọi chuyện ầm ĩ hết cả lên. Thằng Việt bị bắt, nhà mình và nhà Linda từ mặt nhau. Cái Linda đã cầu xin bố mẹ nó làm đơn xin giảm án cho thằng Việt. Rồi bố mẹ nó đồng ý và đưa ra nhiều điều kiện. Nói chung là nhiều vấn đề, nên hai đứa chúng nó đã chia tay. Từ đó thi thoảng, cái Linda mới về đây chơi. Mọi chuyện đã qua rồi, nhưng không thể như ngày xưa được nữa. Nó đã là một vết xước, hằn sâu và mãi mãi không thể xóa nhòa con ạ. À. Nói chung là chuyện trong quá khứ rồi, con đừng bận tâm nhé. Tôi thở dài, rồi đưa cho mẹ chồng xem tin nhắn mà đêm qua Linda nhắn cho chồng của tôi Mẹ chồng tôi trợn trừng mắt lên Chuyện gì thế này Không lẽ hai đứa nó Vẫn lén lút qua lại với nhau bao năm ư Sau khi biết chuyện Linda nhắn tin cho Việt Và gả anh qua phòng ngủ cùng Bà Hằng tức lắm Bà đi lên thẳng phòng của Linda Và đập cửa Linda, Linda, con mau dậy đi Linda dậy mở cửa Cô ủy oải nói Mới sáng mà mẹ đã đập cửa ầm ầm thế hả con xuống nhà, nói chuyện với mẹ một lát đi, nhanh lên mẹ chờ. Có chuyện gì mẹ nói luôn đi ạ. À? Con xuống nhà, mẹ con mình ngồi nói chuyện đàng hoàng chứ không thể nói ở đây được. Tôi và mẹ chồng tôi ngồi một bên, còn chị Linda ngồi một bên. Chị ấy nhẹ nhàng nói, mẹ có chuyện gì muốn nói với con vậy ạ? À? Linda, con nhìn đi, chị An đang mang thai. Con có thấy áy náy với chị ấy không? Sao con phải áy náy hả mẹ? con về đây là có ý đồ có đúng không con muốn phá việt và chị an có phải không con xin phép mẹ con không trả lời những câu hỏi thế này đâu mẹ ạ à. nếu con nói như vậy rồi mẹ cũng nói luôn mẹ chỉ coi con là con nuôi của mẹ thôi con sẽ không bao giờ có thể trở thành con dâu của mẹ đâu linda ạ à. mẹ không thể quyết định được như vậy đâu mẹ anh việt mới là người quyết định chuyện này mẹ ạ à. thằng việt nó quyết rồi nó quyết định rõ ràng thì nó mới cưới cái an con bớt ảo tưởng đi linda Linda vẫn bình thản như không vậy. So với Thanh Hoa thì Linda cũng mặt dày không kém. Tôi ngồi đó nghe mẹ chồng và chị Linda khẩu chiến mà tôi cứng đơ người, không nói được câu gì. Ở công ty thì có Thanh Hoa làm le cướp chồng. Bây giờ ở nhà lại có chị Linda công khai cướp chồng tôi luôn. Tôi thấy nản lòng quá. Xã hội bây giờ chuyện gì người ta cũng làm được, kể cả việc cướp chồng của người khác. Bây giờ người ta cũng công khai luôn tôi chán không buồn nói câu gì với chị Linda nữa mẹ chồng tôi thì bà nói thẳng với Linda mẹ nhắc lại lần cuối con hãy về nhà của con đi từ nay về sau đừng tới đây nữa mẹ ngồi đây nói chuyện với con đàng hoàng là vì mẹ nể tình mẹ con chúng ta bao năm qua đấy con ạ à. nếu con còn một chút lòng tự trọng hãy tự chấm dứt những chuyện này đi nếu con nói con không thể chấm dứt thì sao ạ mẹ thì mẹ sẽ không để cho con được tọa nguyện đâu tùy mẹ thôi Thái độ ngang ngược của Linda khiến bà Hằng càng thêm khó chịu. Bà gắt lên. Con thay đổi nhiều quá Linda đà Con thừa biết mọi chuyện sân ông nỗi như này là do bố mẹ con mà. Nếu lúc đó bố mẹ con đồng ý thì bây giờ hai đứa đã lấy nhau rồi và có con rồi. Thế nhưng bố mẹ con không đồng ý và buộc thằng Việt phải đi tù. Nên mâu thuẫn giữa hai gia đình ngày càng lớn và không thể cứu vãn được nữa. Còn bản thân con thì nói một đằng nhưng con làm một nẻo. Thật là uổng công mẹ yêu thương con mấy năm qua rồi Mẹ nghĩ nhiều quá rồi ạ à? Con nói là con về Con phá anh Việt với lại chị An đâu ạ à? Con chỉ về đây thăm mọi người thôi mà Mẹ đừng nhạy cảm như thế Con nói con về thăm mọi người Có cần thiết đêm hôm qua Mà con còn nhắn tin gạ gẫm thằng Việt không Con chơi trẻ nó vừa thôi Mẹ thất vọng về con lắm Mẹ luôn trách móc con Thế mẹ có nghĩ vì sao con lại như vậy không ạ à? Nếu mẹ không biết Để con nói cho mẹ nghe con như vậy là vì anh việt đó mẹ anh ấy không buông tay con thì sao con buông tay anh ấy được chứ lúc này tôi mới lên tiếng chị đừng có đổ lỗi cho anh việt nữa tất cả là do chị quá cố chấp không chịu buông thôi linda nhếch mép cười, <cười> an à cô ngu ngốc lắm cô không biết gì ấy, thì cô đừng có nói nhé cô trả lời tôi xem cô và anh ấy cưới nhau được mấy tháng rồi tôi và anh việt yêu nhau hai năm rồi Tổ chức đám cưới được gần 4 tháng nay thôi." Linda cười rồi gật đầu nói, "Đúng vậy, nhưng tôi và anh Việt vẫn yêu nhau cho tới khi cưới cô ấy, thế anh ấy mới không liên lạc với tôi. Mới gần 4 tháng nay chúng tôi không nói chuyện với nhau thôi, còn trước khi cưới cô ấy, anh ấy vẫn bay sang Anh để thăm tôi thường xuyên đó An ạ." À. "Cô nói dối, tất cả là do cô bịa ra để lừa tôi thôi." "Tôi mà thèm lừa cô sao? 6 tháng trước anh ấy bay sang Anh với tôi một tuần đấy." 6 tháng trước ư? Đúng rồi, tôi nhớ ra lúc đó, anh nói anh đi giải quyết công việc mà. Anh còn dặn tôi ở nhà ngoan, rồi anh về anh mua quà cho. Trời ơi, không lẽ anh ấy sang anh với chị Linda thật ư? Vậy là trong 2 năm yêu tôi, anh ấy yêu cả chị Linda nữa? Anh ấy nói dối tôi. Anh ấy yêu tôi, vậy mà anh ấy vẫn tiếc chị Linda. Tôi cảm thấy thật thất vọng. Mẹ chồng tôi nói chuyện tử tế, nhưng chị Linda cứ nói giọng khó chịu và thách thức lại bà. Nên bà tức giận, bảo cô giúp việc lên phòng chị Linda, dọn đồ đạc của chị cho vào vali, rồi bà kéo vali của chị Linda ra khỏi cổng. "Đi đi, đi khỏi đây." "Mẹ đuổi con ư? Để anh Việt biết chuyện này, anh sẽ không để cho mẹ yên đâu." "Cô nghĩ nó sẽ làm gì? Cần thiết, tôi tống cổ nó ra khỏi nhà, nó đi luôn theo cô cũng được." "Được rồi, con sẽ đi." Rồi mẹ sẽ phải ân hận về chuyện này đấy ạ Bà hàng đóng cổng lại Và dặn cu giúp việc Từ nay trở đi Nếu nó tới thì không cho nó vào Biết chưa? Dạ tôi nhớ rồi ạ Mẹ chồng tôi đuổi Linda đi Rồi bà vào nịnh tôi Bà cho tôi tiền để tôi đi mua sắm Bà muốn tôi đi mua sắm để tôi không thấy buồn nữa Nhưng tôi không muốn đi Tôi đi lên phòng nằm Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy buồn Tôi cứ tưởng mình đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi Nhưng ai ngờ đâu Chỉ toàn là gian dối Linh Đai bị đuổi ra khỏi nhà Cô bắt xe taxi tới thẳng công ty của Việt Nhưng bảo vệ không cho cô ta vào Cô ta tức giận quát um lên Này ông kia Ông có muốn bị đuổi việc ngay bây giờ không hả Ông biết tôi là ai không Cô là ai tôi cũng không quan tâm Tôi chỉ cần biết Bà chủ tịch dặn tôi là không để cô vào công ty này thôi Xin lỗi cô, cô về đi ông giả khốn kiếp. rồi Linda gọi điện cho Việt gào um lên. sau đó Việt đi ra gặp Linda. có chuyện gì thế Linda? mẹ anh đuổi em đi, còn không cho em vào công ty anh nữa chứ. bà ấy quá đáng như vậy. anh xem đấy có được không? lên xe đi, anh đưa em ra khách sạn ở. Linda liền hạ giọng xuống. Dạ. Việt đưa Linda ra khách sạn ở. vừa mở cửa phòng, Linda đã ôm chầm lấy Việt. anh em nhớ anh nhiều lắm anh có biết không việt thở dài rồi nói linda chúng ta đừng như vậy nữa sao thế anh hết thương em rồi à chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng rồi đừng như vậy nữa anh cảm thấy áy náy với vợ của anh viếng thấy áy náy với vợ của anh nên từ khi cưới vợ anh cắt đứt liên lạc với em có phải không đúng đồ tồi anh xin lỗi em thật lòng xin lỗi em chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa anh sẽ chuyển tiền cho em để em đi chơi và đi mua sắm vài hôm rồi em bay về bên anh đi linda bật khóc nức nở anh bỏ em thật ư tại sao chứ trước đây anh yêu thương em bất chấp cơ mà sao bây giờ anh lại thay đổi thế này chứ em đừng như vậy nữa linda vì con an có đúng không anh nói rồi chúng ta cũng có cuộc sống riêng của mình em đừng như vậy nữa anh biết em và hoàng ly hôn rồi mà và lý do em bỏ anh ấy là vì anh anh sao vậy chứ lúc em ở bên anh hoàng thì anh buồn bã anh chán đời sau em bỏ anh hoàng để quay lại với anh thì một thời gian sau anh bỏ em đi lấy vợ anh trả thù em có đúng không anh xin lỗi xin lỗi vì anh mà em và hoàng mới như vậy nhưng mà lúc đó anh nói với em rồi mà nói em đừng ly hôn với hoàng nữa nhưng mà em đâu có nghe anh anh hoàng biết tất cả mọi chuyện rồi vậy nên anh ấy cũng không muốn tiếp tục bên em nữa ly hôn là việc phải làm mà Em đã ly hôn với anh Hoàng rồi Sao anh không ly hôn vì em chứ Hai chuyện khác nhau mà Anh nói rồi Chúng ta không thể quay lại với nhau được đâu Em đừng cố chấp như vậy nữa Em nghỉ đi, anh về đây Em nói hết cho vợ anh nghe rồi đấy Việt trận tròn mắt lên Em vừa nói cái gì vậy hả Vợ anh biết chuyện rồi Anh có chuẩn bị ly hôn đi là vừa Em bị điên rồi Đúng, em bị điên đấy Em bị điên vì anh đấy Việt đẩy Linda ra Rồi anh bỏ về Việt vừa ra khỏi khách sạn Thì anh gặp Hoàng Hoàng vừa rời khỏi khách sạn Cùng một cô gái lạ Nhìn thấy Việt Hoàng ra hiệu cho cô gái kia Đi đi Rồi anh lại chỗ Việt Việt Cậu cũng tới khách sạn sao Vợ cậu có biết không đấy Linda đang ở trong kia Nụ cười trên môi của Hoàng tắt hẳn Khi Việt nhắc tới Linda Hoàng nói giọng mỉa mai Thì ra Cậu vào đây với cô ta, vợ cậu mới biết chuyện này chắc cô ấy đau lòng lắm đấy. Cậu hiểu lầm rồi, Linda về nhà tôi chơi, sau đó tôi đưa cô ấy ra đây ở. Chứ tôi và Linda kết thúc khi tôi cưới vợ rồi. Cậu định lươn lẹo tôi sao? Tôi nói thật mà. Sau khi phá tôi và Linda tới mức ly hôn thì bây giờ cậu lại mở mồm nói mấy cái giọng đó ra sao? Nhưng muộn rồi, tôi và Linda đã ly hôn rồi và nguyên nhân chính là do cậu đấy Việt ạ. À. Việt thở dài rồi nói Giờ tôi nói gì Cô cũng chả tin Nên tôi về đây Đi vài bước Việt quay lại bảo Hoàng Linda đang ở trên phòng 305 Cô lên gặp cô ấy đi Hoàng nhếch mép cười Linda không cần tôi Người của ta cần là cậu mà Việt đi thẳng ra xe đi về Còn Hoàng vẫn đứng ở đó Nửa muốn lên gặp Linda Nửa lại không Việt lái xe về nhà Anh chạy thẳng lên phòng rồi chạy xuống hỏi cô giúp việc vợ cháu đâu rồi ạ à? dạ cô an về nhà ngoại chơi rồi ạ à? bà hằng ở trong phòng lisa bà quát việt con mau ra đây vợ con về ngoại lâu chưa mẹ nó mới đi thôi còn con nữa đó con có muốn mẹ thu dọn quần áo của con và đưa con ra khỏi nhà không con trai mẹ à con đang dối lắm mẹ đừng nói như vậy nữa có được không vợ con đang giận con mẹ mong nghĩ cách giúp con đi mặc kệ con mẹ à, mẹ nghĩ cách giúp con đi mẹ. mẹ không thương con thì mẹ cũng phải thương đứa cháu nội của mẹ chứ. an mà bỏ con là mẹ mất luôn đứa cháu đích tôn đấy mẹ ạ. À. bà nghĩ rồi gật đầu. ừ nhỉ, cháu đích tôn của mình. ui ui không được rồi. đấy mẹ thấy chưa? mẹ nghĩ cách giúp con làm hòa với vợ con đi mẹ. nhưng bản thân con có thay đổi được không? chị mẹ đâu giúp con được mãi đâu. con thay đổi luôn, tối hôm cưới cô ấy về rồi mà mẹ. Từ lúc đó con sống nghiêm túc Và không hề nghĩ tới bất kỳ cô gái nào ngoài vợ của con Mẹ phải tin con chứ mẹ Thôi được rồi Mẹ giúp con nốt lần này thôi đấy Từ sau con mà làm gì có lỗi với mẹ con nó Thì tất cả tài sản Mẹ sẽ để lại cho cháu nội của mẹ Còn con á, ra đường với hai bàn tay trắng Con hiểu chưa Vâng vâng sao cũng được Chỉ cần mẹ giúp con làm hòa với cô ấy thôi Ừ, để mẹ tính Trước mắt cứ để nó chơi ở bên đó Một hai hôm đi rồi mẹ con mình sang tận bên đó đón mẹ con nó về. Con gọi điện hỏi Ha nó đi nhé. Vâng mẹ. Nó thật lòng vào, muốn ở bên nhau thật lâu ấy thì trước tiên chúng ta phải thật lòng. Con hiểu ý mẹ chứ? Vâng, con hiểu rồi mà. Tôi về nhà chơi mấy hôm để tôi suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Ly hôn thì tôi chưa nghĩ tới, nhưng tôi cần thêm thời gian để thử thách Việt. Xung quanh anh có quá nhiều cô gái, họ sẵn sàng làm tất cả để được ở bên anh Một người nhỏ bé như tôi Ngoài tình yêu dành cho anh Thì tôi chả có gì cả Vậy nên bây giờ tôi lùi lại một bước Để tôi và anh có thêm thời gian suy nghĩ Về tình yêu của chúng tôi Và suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này Mấy ngày hôm nay Ngày nào Việt cũng tới thăm tôi Và ở lì nhà tôi không có chịu về Nhìn điện thoại của anh có nhiều cuộc gọi nhỡ Nhưng anh không nghe máy Tôi đoán chắc là chị Linda gọi Sao anh không nghe máy vậy Chị Linda gọi à Ừ, anh nói rõ ràng thế rồi Nhưng Linda vẫn cứ cố chấp quá Cô ấy cần thời gian để quên đi những chuyện này em ạ à. Sao anh không chọn chị ấy? Hai người yêu nhau từ nhỏ mà Đó là chuyện của quá khứ rồi em Hiện tại anh yêu em và con Anh xin lỗi vì trong thời gian yêu nhau Anh đã lừa dối em Nhưng mà anh thề là từ khi cưới em Anh đã tự kết thúc tất cả những mối quan hệ khác rồi Và anh đã tự hứa với lòng mình rằng anh sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em cả anh thề đấy thế anh có làm được không anh làm được từ khi cưới em về anh chưa làm gì có lỗi với em cả hãy tin anh nhé vâng em tin anh thế em về cùng với anh nhé mẹ nhớ em lắm rồi đấy tôi phì cười và nghĩ mẹ chồng mình chính là người nghĩ ra cách để mình ở đây để thử thách việt mà hôm qua mình bảo về nhà bà còn dặn cứ từ từ đã phải làm căng một lần cho Việt biết sợ mà Mẹ nói vậy hả anh? Ừ Mẹ nói là anh mau đón em trở về nhà của mình đi Mẹ nhớ em lắm rồi đấy Thế rồi anh về đi Rồi chuyển lời tới giúp mẹ nhé Là mấy hôm nữa em về Mặt Việt buồn thiêu Thế em không về luôn cùng với anh sao? Mấy hôm nữa nhé, anh cứ về nhà đi Linda ở khách sạn một mình Cô liên tục gọi cho Việt Nhưng Việt không nghe máy Vì Việt đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi anh còn chuyển khoản cho Linda 100 triệu để cô mua sắm và đi chơi ở Việt Nam. Anh làm tất cả để Linda chấp nhận sự thật là anh với cô không còn gì cả. Nhưng mà Linda cứ cố chấp như vậy. Cô ngồi ăn một mình, đi chơi một mình và ngủ cũng một mình, khiến tâm trạng của cô lúc nào cũng càng tệ hơn. Linda lấy điện thoại ra, gọi cho Việt, nhưng Việt không nghe. 59 cuộc gọi đi, Linda nghiến răng lại. Tất cả là vì con An còn đĩ An. Linda chợt nghĩ ra một kế hoạch độc ác. Không ăn được, phải đạp đổ hết đi. Linda đang ngồi suy nghĩ thì Hoàng tới. Em ngồi ăn một mình sao? Linda ngẩng đầu lên. Hoàng, anh ngồi cùng với em nhé. Anh ngồi đi. Hoàng nhìn Linda, anh cười nhẹ. Em vẫn khỏe chứ? Dạo này trông em gầy hơn trước đó. Vâng, dạo này em ngủ ít. Chịu có chăm sóc bản thân vào nhá Đừng vì những người không đáng Mà hủy hoại bản thân nha em Linda im lặng không nói gì Hoàng nhẹ nhàng lấy đồ ăn cho cô Cả hai cùng buồn Và nghĩ lại những chuyện đã qua Một tình yêu không trọn vẹn của hai người Những kỷ niệm bây giờ gói gọn Trong tiếng thở dài Tối nay tuy ăn cùng đứa bản thân Nó qua nhà đón tôi Rồi hai đứa đi ăn xong đi mua sắm Gần tới lúc về Bạn trai nó gọi Thế là nó tớn lên Nó bảo tôi bắt taxi về Để nó còn đón bạn trai nó nữa Tôi mới xách túi đồ ra đường để vẫy xe Hôm nay lạ thật Tôi đứng chờ 30 phút Mà tôi không bắt được xe nào cả Tôi đứng nhiều chân tê luôn rồi Mà vẫn chưa vẫy được xe Đứng chán tôi lại ngồi Cuối cùng thì có một chiếc xe Dừng lại Xe không cô gái Có có Tôi vội đứng dậy Và nhận ra người ngồi trên xe chính là Hoàng Ơ anh Hoàng chào em hình như em vẫn chưa trả đồ cho anh thì phải ơ ờ, em tưởng chồng em trả cho anh rồi mà vẫn không thấy hay là cậu ta quên rồi thế để em về em hỏi lại chồng nhé thế cậu ta đâu lại để em đi một mình thế này à em đi chơi với bạn nhưng nó bận nó về trước rồi em đang đứng chờ xe taxi anh ạ à. thôi lên xe đi anh chở em về dạ vậy em cảm ơn anh nhé tôi lên xe của hoàng vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện rất vui vẻ thấy hoàng đi không đúng đường về nhà nên tôi bảo anh ơi cho em về nhà đẻ em nha sao lại về nhà đẻ một tuần nay em ở nhà đẻ anh ạ à. ơ ừ, vậy à thế có chuyện gì sao dạ cũng không có chuyện gì đâu anh chỉ là em có vài chuyện để suy nghĩ thôi ạ à? ừ hoàng chở tôi về gần tới nhà rồi anh thở dài và nói anh đói quá thế anh chưa ăn tối ạ à? anh chưa anh có ăn cháo đêm không ở gần khu nhà em có quán cháo đêm ngon lắm anh ạ ừ thế em đi ăn cùng với anh nhé vâng thế cũng được ạ hoàng ăn cháo rồi tấm tắc khen ngon ngon thật đấy lâu lắm rồi anh chưa ăn cháo như vậy luôn dạ vậy anh ăn nhiều một chút nhé chúng tôi vừa ăn cháo vừa nói chuyện thêm một lúc thì tôi về nhà em cảm ơn anh nhé nhà em đây hả dạ anh cảm ơn anh đã đưa em về ạ người phải cảm ơn là anh chứ nhờ có em mà anh được ăn cháo ngon miệng lại còn miễn phí nữa thế lần sau có dịp anh cứ qua đây lại đi ăn cháo tiếp nhé được rồi nhất định anh sẽ qua đây ăn cháo với em giờ em vào nhà ngủ sớm đi nhé dạ chào anh hoàng lái xe về anh mỉm cười cô gái này có trái tim rất ấm thảo nào vì lại thay đổi với cô ấy như vậy tối ngày hôm sau Tôi đi mua ít đồ ăn Vì dạo này tôi hay ăn vặt lắm Có bầu nên cứ thèm lung tung Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi Vì ở gần nhà Nên tôi đi bộ tiện thể hóng gió luôn Đang đi Thì một chiếc ô tô màu đen chặn ở ngang đầu Làm tôi tí thì ngã Tôi bực quá gắt lên Đi cầu gì vậy hả Ngay lập tức Hai người đàn ông ở trên xe Chụp bao tải đen vào đầu của tôi Và bắt tôi lên xe Từ lúc tôi gỡ được bao tải ra thì xe đã chạy được một đoạn rồi. Hai người đàn ông ngồi ở hai bên để canh tôi, còn trên ghế là chị Linda với khuôn mặt lạnh lùng. Chị Linda, chị đưa tôi đi đâu vậy hả? Mau dừng xe lại đi. Linda lạnh lùng nói. Tôi đưa cô đi chơi một lúc thôi mà. Thả tôi xuống đi, nhanh lên. Rồi tôi kêu ở Mỹ lên, chị Linda liền nói. Dán cái băng dính vào mồm nó đi, ổn quá. Thế là họ dán băng dính vào mồm của tôi và chói hai tay tôi lại quặp ra phía sau tôi không biết phải làm sao nữa tay thì bị chói miệng thì bị dán băng dính chặt kêu thì không kêu được tôi sợ hãi vô cùng nước mắt cứ thế chảy dài ra việt sang nhà an chơi thì thấy mẹ an đang đứng ở cổng lo lắng nhìn ra ngoài ngõ mẹ ơi mẹ đang chờ ai thế việt đấy hả con con có thấy cái an đâu không hả con nó nói với mẹ nó đi mua đồ ăn vặt thế mà hai tiếng rồi mẹ không thấy nó về con không thấy thế an không mang điện thoại hả mẹ không con ạ à, nó để ở nhà rồi thảo nào con gọi mãi không thấy an nghe máy việt tìm mãi không thấy an anh lo lắng vô cùng anh chợt nhớ tới linda ngay lập tức anh gọi cho linda nhưng linda cũng không nghe máy việt càng lo lắng hơn anh gọi cho hoàng alo cậu có ở bên linda không ô hay Tôi tưởng cậu mới là người ở bên Linda chứ Tôi hỏi nghiêm túc đấy An mất tích rồi Tôi sợ Cậu sợ Linda bắt cóc An có đúng không Đúng thế Giờ tôi dối quá rồi không biết phải làm sao nữa Cậu báo cảnh sát đi Tôi sẽ tới đó cùng cậu đi tìm An Việt và Hoàng đi tìm An khắp nơi Nhưng không thấy Hoàng gọi cho Linda Cô ta cũng không nghe máy Hoàng chợt nhớ ra Chiếc điện thoại cũ anh ném ở trong cốp xe Anh liền chạy ra Mở cốp và tìm điện thoại Cậu tìm gì thế Hoàng Tôi nhớ ra rồi, cậu chờ tôi một chút Hoàng tìm một chiếc điện thoại cũ Anh mở nguồn lên tìm kiếm May quá Việt ơi Lại đây tôi bảo Gì thế Hoàng mở định vị lên và tìm kiếm vị trí của Linda Thế rồi May quá Trước đó tôi đã liên kết với Linda bằng cái điện thoại này Để tôi xem nào Linda đang ở cách đây 82 cây Cậu có địa chỉ không có hết đây này. Ngay lập tức, Việt và Hoàng cùng một đội cảnh sát chạy thẳng theo định vị, chỉ đường Linda đang ở. Linda dừng xe ở một nơi vắng vẻ, trời tối om và không có người. Chị ấy kéo tôi xuống xe, rồi chị trả tiền cho mấy người kia. Việc đã xong rồi, mấy anh rời đi đi. Mấy người đó cầm tiền rồi lái xe đi thẳng. Chỉ còn một mình tôi và chị Linda ở nơi đồng không mông quạnh này. Linda, Chị bắt tôi đến đây làm gì chứ? Tôi chán sống rồi, tôi muốn chết. Chị muốn chết thì mặc kệ chị chứ. Chúng ta cùng chết đi. Không, chị bị điên rồi. Người ta muốn sống không được, còn chị lại muốn chết. Chị chết một mình đi. Thôi thôi tôi làm gì chứ? Chết một mình không vui. Tôi không muốn chết đâu, tôi còn chưa sinh con mà. Tôi muốn sống, chị đưa tôi về ngay đi. Cô nghĩ gì vậy? Tôi sẽ không bao giờ đưa cô về đâu. Trời ơi là trời nếu mà chết ấy thì cũng phải chết trong êm ả chứ tự nhiên chị bắt tôi tới đây vừa vắng vẻ vừa tối om thế này xung quanh đều là rừng rậm rồi rắn rết nó ra nó cắn cho lại chết đau chết đớn ai mà chịu nổi chứ Linda bật cười chết mà cũng có sự lựa chọn sao tất nhiên rồi chết có nhiều cách mà vì gì phải chết ở nơi vắng vẻ thế này chứ rồi rắn rết thú rừng nó tha mất xác đấy xuống dưới âm phủ hồn phiêu phách tán sao mà về được Chết rồi mà, cô tính về đâu? Thì ngày mùng 1 với lại ngày rằm về nhà mà ăn cơm chứ. Rồi tháng 7 âm lịch được về cả tháng đấy, chị chả biết cái gì cả. Tôi nói một thôi một hồi, rát cả họng, khản cả tiếng, mà Linda vẫn không hiểu. Có lẽ chị ta sống ở bên Anh quá lâu rồi, nên chị ta quên hết những phong tục tập quán của Việt Nam. Tôi nói xã cả họng, mà chị cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Chị Linda kéo tôi đi trong đêm tối, và dừng lại ở một cây cầu gỗ. Ở dưới, nước chảy dốc rách, nghe mà lạnh hết cả người. Ở đây được đấy. Chị muốn chết ở đây hả? Ừ, tôi với cô sẽ nhảy xuống dưới kia, kết thúc tất cả. Không, tôi không muốn chết ở đây đâu. Sẽ chẳng ai biết cả, tôi không muốn đâu. Vô ích thôi, tôi quyết định rồi. Tôi nói mãi, mà chị Linda không nghe. Tôi mới thở dài rồi nói. Thế chị cởi chó cho tôi đi, Tôi không muốn chết trong kiểu hai tay bị trói thế này đâu Cậu ra để mà cô chạy mất à? Chạy bằng chân chứ cô chạy bằng tay đâu Với lại tôi sợ lắm Nếu chạy thì phải chạy cùng chị chứ Một mình tôi á tôi sợ ma lắm Chạy sao nổi Cô nói lắm rồi đấy Váng hết cả đầu Chị có trói tay chị đâu Sao tôi lại bị trói chứ Thế là không công bằng rồi Chết mà cũng cần công bằng sao Tất nhiên rồi Làm gì bây giờ cũng phải công bằng chứ Chị không hiểu những điều cơ bản như vậy à Thôi được rồi Chị Linda cởi trói cho tôi Giờ thì công bằng rồi nhá Nhảy xuống dưới kia đi Tôi nhìn xung quanh xem có thể bám víu vào gì không Chị Linda nói Nhảy đi Tôi gái đầu rồi nói Thật sự là tôi không muốn chết đâu Tôi còn chưa được gặp con tôi cơ mà Tôi muốn chờ tới lúc con tôi sinh ra Xem nó sống ai đã chứ Chờ cái gì mà chờ Nhảy xuống dưới đi Tôi tiến lại gần cái cột Để nếu chị ấy có đẩy tôi thì tôi còn bám vào cột Thấy tôi đi một bước Chị ấy cũng đi theo một bước Tôi dừng lại Chị ấy cũng đứng lại Tôi đi Chị ấy cũng đi Thế là tôi ủ té chạy Linda đuổi theo tôi Đứng lại Không Tôi mới đứng lại Chị đẩy tôi xuống dưới kia à Hoàng lái xe Phóng vù vù trên đường Việt ngồi bên liên tục nói Nhanh lên nhanh lên Cậu bình tĩnh đi Chúng ta đã đi với vận tốc rất nhanh rồi đấy Giờ mà có vật gì chắn ngang đường Là xe phanh không kịp đâu còn bao nhiêu cây nữa Tầm 5 cây thôi Sắp tới rồi Trời ơi lâu quá Nhanh nữa đi Rồi rồi đừng có dục nữa Cậu làm tôi cuống lên rồi đấy Tôi bỏ chạy Chị Linda chạy theo tôi Nhưng mà chả hiểu Chị bị nghiệp quật hay sao ấy Mà chị ấy bị vấp ngã Dập mặt xuống Tôi mới đứng lại Quay lại nhìn chị Thì chị Linda quay người để đứng dậy Chị lảo đảo ngã nhào xuống May mắn là hai tay chị bám được vào mép cầu gỗ còn cả người thì lơ lửng giữa không trung. À, cứu tôi với Tôi vội lao lại Một tay ôm vào cột Một tay giữ tay chị ý lại Chị Linda sợ hãi kêu ầm ĩ lên Mau kéo tôi lên đi, mau cứu tôi Được rồi, chị bám chặt vào Tôi sẽ kéo chị lên Trời ơi sao mà nặng thế này chứ Cứu tôi đi, tôi sợ lắm Mau kéo tôi lên đi Tôi sẽ cứu chị mà, chị đừng có sợ Cứu tôi Này, mà chị bảo nhảy xuống để chết cơ mà sao bây giờ lại kêu cứu hả không tôi không muốn chết nữa mau cứu tôi lên đi con người chị khó hiểu thật đấy lúc thì muốn chết lúc thì không thế à tôi cố gắng hết sức nhưng vì chị ấy nặng quá nên tôi không kéo nổi tôi có cảm giác cái cột nó cũng đang nghiêng dần nếu cứ như vậy thì cả tôi và chị linda sẽ bị rơi xuống dưới tôi xin lỗi tôi không kéo nổi chị rồi có lẽ chúng ta sẽ cùng rơi xuống mất chị Linda miếu máu, không, đừng vậy mà, tôi không muốn chết ở đây đâu. còn có tôi mà. chị Linda nhìn cây cột đang nghiêng dần, chị vội nói, An, mau buông ra đi. nếu không á, cô chết theo tôi đấy. cây cột đang nghiêng kìa. tôi nắm chặt tay chị Linda hết sức có thể. tôi muốn cứu chị lên, chúng ta cùng sống và trở về. chắc không được đâu, buông tay ra đi. cô ấy sống tiếp vì đứa con ở trong bụng cô nữa. Buông tay ra đi Không Nếu tôi buông tay Và nhìn chị rơi xuống Thì cả đời này tôi sẽ không vui đâu An Tôi xin lỗi Cô ấy buông tay ra đi Không Tiếng xe ô tô Tiếng còi ở Mỹ Đèn xe dọi thẳng vào mặt tôi An ơi An Anh Việt Hoàng và Việt vội vàng chạy tới Giúp tôi kéo chị Linda lên Rồi chị ấy ngất xỉu trong vòng tay của Hoàng Việt cứ phải khắp người tôi lên Em, em có sao không? Có đau đâu không hả? Để anh xem nào Em không sao Nhưng tay phải đau quá Chắc là do giữ chị Linda đấy Giờ đưa em về bệnh viện đã Chúng ta đi thôi Ở trong bệnh viện Hoàng nắm chặt tay Linda không rời Lúc chị ấy tỉnh lại Chị òa lên khóc Hoàng ôm chị Linda vào lòng Và động viên chị ấy Em đừng sợ Có anh ở đây rồi Một lúc sau Chị Linda bình tĩnh trở lại Chị liền hỏi An cái an sao rồi anh? An không sao, cô bị sai tay thôi. Cũng may là cô giữ được em đấy. Em làm anh sợ lắm đấy em có biết không? Đi, anh đưa em đi thăm An đi anh. Được, mình đi thôi. Nhìn thấy chị Linda, cả tôi và chị Linda cũng mỉm cười. Cả hai chúng tôi đã bị một phen sợ hú vía. Thấy cả ai bình an vô sự, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Linda rất ân hận vì một phút nông nổi của mình mà chị tí nữa mất mạng. Đây sẽ là một bài học đắt giá của chị. Một tháng sau, Linda bay về Anh cùng với Hoàng. Họ đã quay về với nhau. Còn tôi thì cùng chồng tôi tới công ty để học việc dần. Dự tính của mẹ chồng tôi là tôi sẽ học việc dần từ bây giờ, sau này sinh con xong vài tháng, tôi sẽ tới công ty làm việc cùng với chồng tôi. Nó là đi học việc, nhưng tôi đi chơi là chính và canh chồng là chủ yếu. Sự có mặt của tôi ở công ty làm những cô gái vây quanh chồng tôi lảng dần. Con người mặt dày như chị Thanh Hoa, sau mấy lần bị mẹ chồng tôi giàn mặt, đã xin nghỉ việc. Và giờ nghe mọi người kể là chị sang công ty mới làm việc và có bạn trai rồi. Đấy là bài học rút ra, khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra. Cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp cho chúng ta ở phía trước, nên đừng vì một chuyện không đáng mà hủy hoại bản thân mình, phải không mọi người? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hấp dẫn. Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.